Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ cho các bạn 3 công thức dành cho người mới bắt đầu skincare nhé. Đầu tiên, tôi muốn các bạn là những khách hàng thông minh bằng cách là các bạn có thể tự tìm hiểu những kiến thức cơ bản về da qua các kênh như là Insta này, YouTube này, hay là những cái fanpage kiến thức về da ở trên Facebook, để các bạn có thể nắm rõ, nhận biết được cái tình trạng da của bản thân mình. Điều thứ hai là các bạn hãy tìm cho mình một chuyên gia da liễu hoặc một bác sĩ da liễu phù hợp để họ có thể đưa ra những cái phác đồ điều trị phù hợp nhất cho mình. Cái điều thứ hai này rất là quan trọng, bởi vì bản thân chúng ta cần phải có kết nối với cả họ. Chúng ta cần đưa ra những cái vấn đề này chúng ta đang gặp khúc mắc, ví dụ như là về vấn đề về ngân sách này, về quá trình mà các bạn đã sử dụng sai sản phẩm ra sao, về quá trình mà các bạn đã sử dụng phải kem trộn đấy, để cho họ nắm bắt được cái tình trạng da chuẩn nhất để đưa ra cái phác đồ điều trị phù hợp nhất cho mình. Cái thứ ba là chúng ta cần phải kiên trì, vì quá trình điều trị da chúng ta cần thời gian rất là dài thì mới thấy được hiệu quả. Giống như là việc chúng ta giảm cân cũng thế, chúng ta cần phải ăn uống nghiêm ngặt này, kiêng khem, rồi là tập luyện rất là nỗ lực, rất là kiên trì thì mới thấy được kết quả, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúc các chị em sớm có một làn da đẹp.